Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 27 cầu vượt bộ hành giúp đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi qua đường cũng như là hạn chế cản trở giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều cây cầu vượt vẫn bị ngó lơ, thậm chí là bỏ hoang. Trong khi đó, nhiều nút giao thông cần có cầu bộ hành thì lại thiếu và chưa được đầu tư. Nghịch lý này không chỉ gây lãng phí mà còn tăng nguy cơ mất an toàn. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là những hình ảnh được ghi lại tại đường Tôn Đức Thắng cắt ngang giữa hai địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng quận 1. Giữa dòng xe vun vút là những du khách và người dân như thiêu thân băng qua đường. Em hy vọng là cầu vượt nó sẽ có phát triển sớm hơn để những người dân hoặc là những du khách mà có thể qua đường hoặc là đi tham quan có thể dễ phương tiện nó sẽ dễ hơn. Trong khi nhiều nút giao thông ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu cầu vượt cho người đi bộ, thì tại một số cầu vượt đã được xây dựng lại rất ít người sử dụng. Đơn cử như cầu vượt bộ hành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được xây dựng để phục vụ vận chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhưng hiện tại chủ yếu là vận chuyển bệnh nhân. Còn ở cầu vượt bộ hành Văn Thánh, quận Bình Thạnh được lắp đặt cắt ngang đường Điện Biên Phủ với 8 làn xe. Tuy nhiên do vị trí lắp đặt nằm cách xa điểm trường và trạm xe buýt nên chỉ lác đác vài người sử dụng. Người dân và sinh viên vẫn chọn cách băng qua đường bất chấp nguy hiểm vì nhanh và tiện. Ta thấy tiện lợi lắm. Có cái cầu đi bộ này thì đi qua cũng dễ dàng, qua lộ đồ đó thì thấy cũng tiện. Mình đi qua đi lại không có sợ xe cộ này nọ. Tính cái đường Điện Biên Phủ này mà người ta mà băng qua thì rất là nhiều luôn đó. Thế là cái khu trường đại học như thế này, hình như là không được dừng ở đây hay như thế nào á. Rất ít người dừng ở đây nhưng mà họ dừng ở chỗ D2, chỗ cái đường D2 cũ á. Nhiều đi qua nhiều lắm, nguy hiểm á. Tính đến hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có 27 cầu vượt bộ hành nằm rải rác tại các nút giao thông thành phố. Nhiều nguyên nhân như do thiết kế bậc thang lên quá cao, không phù hợp cho người già, người khuyết tật hoặc đặt chưa đúng vị trí nên cầu vượt bộ hành bị người dân ngó lơ. Bên cạnh đó, ở một số nút giao thông cần thiết phải lắp đặt cầu vượt bộ hành đáp ứng nhu cầu thực tế thì lại đang gặp nhiều khó khăn. Cái việc mà làm cầu vượt ở trong khu vực trung tâm thì ngoài cái việc là kỹ thuật nó còn các yếu tố về kiến trúc cảnh quan và mỹ quan nữa. Thì cái nội dung này thì các sở, thì đặc biệt sở hoạch kiến trúc là rất là quan tâm. Nếu như vấn đề nó giải quyết được cái nhu cầu thì quận rất là ủng hộ. Bị bỏ hoang là nơi tập kết rác thải và nhích nhác đang là số phận chung của nhiều cầu vượt cho người đi bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc chính quyền các cấp đang nỗ lực triển khai phát triển thêm nhiều cầu vượt cho người đi bộ thì ý thức người dân cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu việc băng qua đường bất chấp vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, thậm chí trở thành điểm chung văn hóa giao thông thì dẫu có đặt thêm hàng chục, hàng trăm cây cầu vượt đi bộ thì bộ mặt giao thông đô thị vẫn khó mà cải thiện.